Giêsu sống ở đâu từ năm 13 đến năm 29 tuổi? Thật sự, việc này trong Kinh Thánh cũng không hề nói. Với vi dấu này, sẽ tiết lộ từ hai tập tài liệu cổ ở Tây Tạng, cuộc đời chưa biết của Chúa Kitô và cuộc đời của Thánh Tăng Isa, đều cho thấy rằng Giêsu từng là đại tử của Đức Phật. Nói đến đây sẽ có nhiều người bị sốc hay ngỡ ngàng, tuy nhiên các bạn hãy xem và cảm nhận. Hai cuốn sách này chỉ ra rằng Giêsu từng là một vị tu sĩ Phật giáo, sống ở Ấn Độ hơn 16 năm. Thậm chí gần đây, đài truyền hình nổi tiếng nhất thế giới là BBC đã ra mắt một bộ phim tài liệu dài hơn một tiếng nói về điều này. Bí mật của Chúa Giêsu, thật ra có một khoảng trống bí ẩn được che giấu trong suốt hai thiên niên kỷ qua. Trong Kinh Thánh cũng như các tài liệu phương Tây hoặc Trung Đông không hề có ghi chép về việc Chúa Giêsu đã ở đâu và làm gì tại Palestine lúc 13 đến 29 tuổi. Những năm này đã trở thành khoảng thời gian bí ẩn được gọi là những năm tháng bị mất. Vào cuối thế kỷ 19, nhà báo người Nga Nicholas Notovitch đã chu du khắp Ấn Độ, Tây Tạng và Afghanistan. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1887 trong chuyến đi, Notovitch bị gãy chân và dưỡng thương tại tu viện Phật giáo Tây Tạng, vùng núi cao nhất của Ấn Độ. Chính tại đây, các vị sư tăng cho Notovitch xem hai tập tài liệu lớn đã bị ố vàng được viết bằng tiếng Tây Tạng, có tựa đề là Cuộc đời của Thánh Tăng Isa. Trong thời gian tu ở viện, Notovitch đã dành thời gian nghiên cứu và phiên dịch được 200 trong số 224 câu kệ của tập tài liệu này. Theo những gì được viết trong tài liệu, đây là câu chuyện có thật kể về một thiếu niên tên là Giêsu. Ông được sinh ra trong một gia đình nghèo ở Esega. Ở phương Đông, họ gọi ông là nhà tiên tri Isa, nghĩa là con trai của thần. Theo tài liệu, từ năm 13 đến 29 tuổi, ông đã được học những điều trong kinh sách của Phật giáo do các học giả Vệ Đà truyền dạy. Toàn bộ phạm vi và cấp độ của Chúa Giêsu đã được giác ngộ, là một tiên tri vĩ đại, một trong những vị Phật đứng đầu chỉ sau 22 vị Phật. Cũng quan trọng như việc phát hiện Chúa Giêsu ở Trung Đông, khoảng thời gian ông lưu lại ở Ấn Độ hoàn toàn trùng khớp đến mức hoàn hảo. Từ đó, 224 câu kệ được nhiều người ghi chép lại. Khoảng thời gian ấy, Chúa Giêsu cũng đã sống ở một thành phố của Ấn Độ. Mọi người đều yêu mến Isa vì Ngài sống rất chan hòa với mọi người, và mọi người cũng tìm được nhiều thông tin, cả truyền miệng lẫn bằng văn tự về cuộc hành trình của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu từng có thời gian truyền đạo tại các thành phố lớn thiêng liêng của Ấn Độ, nhưng việc này đã chọc tức những tín đồ của Bà La Môn, nên họ đã đuổi Ngài đi. Như vậy, người ta tin rằng Chúa Giêsu đã được đưa đến Ấn Độ năm 13 tuổi, rồi được giáo dưỡng như một vị Phật tử. Vào thời điểm đó, Phật giáo đã có lịch sử 500 năm, còn tất nhiên Kitô giáo vẫn chưa ra đời. Đây là một việc tế nhị nên trong thời gian này Kinh Thánh không bao giờ dám nhắc đến. Hư Văn Hòa Thượng trong một lần nói chuyện với Tôn Trung Sơn cũng từng tiết lộ Giáo hội Cô Đốc phương Tây có một quyển sách bị cấm, đó là quyển Phúc Âm Awarian, được viết bởi đệ tử của Chúa Giêsu là Thánh Peter. Cuốn sách kể rằng Chúa Giêsu từng chiêm nghiệm Phật Pháp ở Ấn Độ trong hơn 10 năm, sau đó băng qua Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ trở về Israel để truyền giảng giáo Pháp. Hòa Thượng Hư Văn tin rằng Phật giáo và Kitô giáo có cùng một nguồn gốc. Chúa Giêsu từng du hành đến phương Đông để tu học Phật giáo. Tuy nhiên, điều lạ là các hoạt động của Chúa Giêsu lại không hề được đề cập trong Kinh Thánh. Kỳ thật, điều này cũng không quá khó hiểu. Bên cạnh đó, có một thực tế là năm 553 sau Công Nguyên, tại hội đồng thứ hai của thành phố đã có một quyết định được ban hành, đó là loại bỏ tất cả sự đề cập tới luân hồi ra khỏi Kinh Thánh. Họ không thích khái niệm này, vì nếu luân hồi sẽ làm cho quyền năng của Chúa Giêsu bị giới hạn đi một cách rõ rệt. Vì Giêsu đã rao giảng rằng Chúa tạo ra tất cả,